Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Nam em nổi đoán vì nghi bị phanh cuồng đẩy thuyền với Bạch Công Khanh. Nam em bức xúc cho biết có một bộ phận phanh cuồng luôn theo sát cô trong cuộc sống đời tư. Mới đây trên tài khoản cá nhân, Nam em đã không giấu khỏi sự bức xúc khi được cho là bị phanh cuồng đẩy thuyền với Bạch Công Khanh. Nam em, Cụ thể, người đẹp bức xúc cho biết gửi các bạn fan ship BCK bị nghi viết tắt tên của Bạch Công Khanh. Các bạn muốn được nhìn thấy idol của các bạn hát chung, tôi cũng cố gắng làm hài lòng các bạn. Vậy là fan only lại giận tôi, lại chửi. Xong các bạn vẽ ra 100 cái kịch bản trong đầu chỉ để phục vụ cho mục đích sở hữu của các bạn. Hiện tại năm em đã xóa hoặc ẩn story trên. Cô cho biết đã bị fan cuồng xâm phạm quyền cá nhân một cách bất hợp pháp. Việc ăn uống đi vệ sinh hôm đó, đi đâu, gặp ai làm gì các bạn cũng biết hết. Rồi bây giờ khi không đáp ứng được nhu cầu của các bạn thì các bạn quay qua ăn không được phá cho hôi. Tôi nói thật, bây giờ tôi quá mệt mỏi và chán chường với công việc phục vụ cảm xúc của các bạn. Nên nơi nào trân trọng tôi thì tôi đến, ai tôn trọng tôi thì tôi sẽ luôn yêu thương. Nam Em và Bạch Công Khanh từng là cặp đôi song ca càng quét tất cả các phòng trà bởi phản ứng hóa học đầy ngọt ngào, tự nhiên. Thậm chí có một khoảng thời gian, Nam Em và Bạch Công Khanh còn vướng vào nghi vấn hẹn hò, được khán giả gán ghép vô cùng nhiệt tình. Cuối cùng người đẹp cảnh cáo đến fan cuồng không nên đánh tráo khái niệm yêu thương cô. Còn các bạn cứ phá đi, dù gì thì tôi cũng không cần tha thiết công việc này nữa, cứ quậy cho đã đi, ai dám cản các bạn. Nhưng hãy nhớ việc mình làm hôm nay sẽ là hệ lụy cho thế hệ con cháu sau này. Các bạn không tin thì cứ tiếp tục nuôi dưỡng cái ác bên trong của các bạn đi, vậy nha, hợp lý chưa? Sau ồn ào đời tư, năm em từng gây xôn xao cõi mạng khi tuyên bố đã có chồng. Hiện tại năm em lựa chọn tạm thời ở ẩn, hạn chế phát ngôn và rụt rịch chuẩn bị những dự án cá nhân. bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo